mè đen là loại thực phẩm dân dã có mặt trong mâm cơm hàng ngày của người Việt. Tuy giá rẻ nhưng hạt mè đen chứa rất nhiều dinh dưỡng và được đánh giá là loại thực phẩm lành mạnh nhất trên thế giới. Mè đen mang lại nhiều tác dụng với sức khỏe nên được mệnh danh là vua bổ xương, thuốc chống ung thư tự nhiên. Tác dụng của mè đen: ngăn ngừa ung thư. Mè đen chứa phytosterol cao nhất trong số tất cả các loại hạt nên là loại thực phẩm giúp chống lại căn bệnh nghiêm trọng như bệnh bạch cầu, đa u tủy, ung thư ruột kết, ung thư phổi. Tác dụng của mè đen có thể giúp giảm cholesterol và lượng chất béo trung tính cao, điều này làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Hạt mè có 15% chất béo bão hòa, 41% chất béo không bão hòa đa, chất béo không no đa nguyên và 39% chất béo không bão hòa đơn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc ăn nhiều chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn so với chất béo bão hòa có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, loại hạt này chứa hai hợp chất thực vật là linat và phytosterol cũng có tác dụng giảm nồng độ cholesterol. Người thiếu máu. Một chén hạt mè đen chứa khoảng 20mg sắt, tương đương với 115% lượng sắt khuyến cáo hàng ngày, khoáng chất rất cần thiết cho việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nếu ăn 30g hạt mè đen, cơ thể bạn sẽ được cung cấp 5g protein. Protein rất cần thiết cho sức khỏe của con người vì giúp xây dựng mọi thứ từ cơ bắp đến hormone. Do đó, hạt mè là nguồn cung cấp protein từ thực vật tương đối cao. Để tối đa hóa lượng protein sẵn có, bạn hãy ngâm và rang vừng đen trước khi dùng. Quá trình rang giúp làm giảm oxalate và phytate có trong loại hạt này. Đây là hai hợp chất gây cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thụ protein của cơ thể. Đáng chú ý, hạt mè có hàm lượng lysine thấp, một loại axit amin thiết yếu có nhiều trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Do đó, nếu là người ăn chay, bạn có thể bù đắp loại axit amin này cho cơ thể bằng cách tiêu thụ các loại đậu như đậu thận và đậu xanh vì chúng có hàm lượng lysine cao. Mặt khác, hạt mè chứa nhiều methionine và cysteine, hai loại axit amin mà các loại đậu không có nhiều. Ngừa loãng xương. Ăn hạt mè thường xuyên cung cấp cho chúng ta kẽm và canxi, cả hai khoáng chất cần thiết của cơ thể đối với sức khỏe xương. Nguồn chất béo lành mạnh. Hạt mè đen chứa nguồn chất béo lành mạnh mà cơ thể cần để sản xuất năng lượng, duy trì nhiều quá trình sinh lý và sinh học liên quan đến hệ cơ, tim, hệ thần kinh và tế bào máu. Đây cũng là thành phần cần cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng hòa tan bên trong chất béo để cách nhiệt cho cơ thể. Trong hai thìa canh, hạt mè đen có tới 50-60% hàm lượng chất béo chất lượng cao. Trong hạt mè đen rất giàu axit béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn. Sự thay thế của chất béo không bão hòa cho chất béo bão hòa sẽ làm giảm cholesterol xấu để giảm nguy cơ mắc bệnh tim cho cơ thể. Một trong những lợi ích khác của mè đen là từ nguồn chất béo lành mạnh tốt của chúng mà cơ thể bạn cần để sản xuất năng lượng, để thực hiện nhiều quá trình sinh học và sinh lý quan trọng liên quan đến tim, cơ, tế bào máu và hệ thần kinh. Chất béo cũng cần thiết để hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo và giúp cách nhiệt cơ thể của bạn. Hạt mè đen không chứa chất béo chuyển hóa. Hạt vừng chứa đến 50-60% chất béo chất lượng cao, giàu axit béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn trong mỗi 2 muỗng canh. Thay thế chất béo bão hòa cho chất béo không bão hòa có thể góp phần làm giảm cholesterol có hại, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tương đương với các loại thuốc giảm cholesterol. Giúp xương chắc khỏe. Canxi trong hạt mè đen là khoáng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của xương, nhưng hạt mè đen có chứa nhiều khoáng chất khác giúp xương chắc khỏe như magie, phốt pho, canxi, đồng, sắt và kẽm đều đóng vai trò duy trì trong mật độ xương. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, duy trì mức magie đầy đủ có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Với 85% của phốt pho trong cơ thể được tìm thấy trong xương như canxi, phốt pho, sự thiếu hụt của phốt pho có thể dẫn đến sự suy giảm của canxi và dẫn đến các bệnh về xương nghiêm trọng. Lượng canxi trong cơ thể là cần thiết để hỗ trợ độ cứng và cấu trúc của răng và xương. Sự thiếu hụt canxi có thể gây ra khối lượng xương thấp và làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Đồng, sắt và kẽm trong hạt mè đen tham gia vào quá trình tổng hợp collagen giúp liên kết các xương với nhau. Chứa chất chống oxy hóa có lợi. Hạt vừng đen trắng và giàu từ hạt có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật nhờ tác dụng chống oxy hóa của chúng. Điều này có thể do một nhóm các hợp chất phenylpropanoid trong vừng. Những chất chống oxy hóa này cung cấp khả năng phòng thủ chống lại các gốc tự do có hại. Các gốc tự do là sản phẩm phụ của các chức năng trao đổi chất trong cơ thể, chẳng hạn như tiêu hóa cũng có thể đến từ môi trường, chẳng hạn như các chất ô nhiễm. Giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Do đặc tính chống viêm và chống oxy hóa được biết đến, dầu mè đã được sử dụng trong một nghiên cứu để xem xét mối liên hệ giữa mè và chứng xơ vỡ động mạch. Vì cholesterol xấu tăng cao là một yếu tố nguy cơ của bệnh xơ vỡ động mạch, người ta cho rằng việc giảm cholesterol có thể làm giảm sự cố xơ vỡ động mạch và hậu quả là nguy cơ mắc bệnh tim. Giảm mức cholesterol.
Hạt vừng bao gồm 15% chất béo bão hòa, 41% chất béo không bão hòa đa và 39% chất béo không bão hòa đơn. Hạt vừng đen và dầu từ hạt vừng có hàm lượng phytosterol làm giảm cholesterol cao. Phytosterol là một sterol thực phẩm có cấu trúc tương tự như cholesterol. Chúng thay thế cholesterol trong chế độ ăn uống trong đường ruột, làm giảm lượng cholesterol có sẵn và có thể hấp thụ được. Hạt mè chứa ít cáp nhưng lại giàu protein và chất béo lành mạnh nên có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, rất thích hợp cho người bị đái tháo đường. Ngoài ra, trong loại hạt này có chứa pinocinol, một loại hợp chất có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách ức chế hoạt động của enzyme tiêu hóa MASH. Thúc đẩy giấc ngủ ngon. Mất ngủ là một triệu chứng phổ biến của sự thiếu hụt magie, có thể đi kèm với giấc ngủ không yên và thường xuyên thức giấc vào ban đêm. Giữ mức magie cao có thể có lợi cho sức khỏe của bạn bằng cách kiểm soát hệ thống phản ứng của căng thẳng cơ thể với các hormone giúp thúc đẩy giấc ngủ sâu và phục hồi. Magie cũng có thể giúp giảm chứng mất ngủ liên quan đến hội chứng chân không yên. Vai trò của magie trong việc hỗ trợ hiệu ứng bình tĩnh và ngủ ngon vào ban đêm có thể do khả năng giúp cơ thể bạn duy trì GABA trong não. GABA là một chất dẫn truyền thần kinh giúp thúc đẩy cảm giác yên tĩnh và điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của bạn. Theo y học cổ truyền, hạt mè đen có tên thuốc là Hắc Chi Ma. Loại hạt này có vị ngọt, tính bình, dưỡng huyết, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt, thêm thông minh. Mè đen giữ cho da đẹp và tóc lâu bạc. Trong mè đen có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da. Đặc biệt dầu mè còn giúp chống khả năng lão hóa ở da giúp da luôn trẻ đẹp. Tiêu thụ khoảng 30g hạt mè chưa bóc vỏ tương đương với 3 thìa súp, cung cấp cho cơ thể 3,5g chất xơ, chiếm 12% lượng chất xơ mà chúng ta cần hàng ngày. Chất xơ có tác dụng trong việc hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa. Ngoài ra, gần đây các nhà khoa học còn chỉ ra việc tăng chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày có thể đóng góp vai trò quan trọng giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số bệnh ung thư, béo phì và đái tháo đường type 2. Tác dụng của mè đen có thể giúp giảm cholesterol và lượng chất béo trung tính cao, điều này làm giảm yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim.